Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại án Vạn Thịnh Phát, miếng gân gà khó nốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng ngày 13 tháng 9, khi nêu ý kiến giải trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ông Lê Minh Chí cho biết, đối với tội tham nhũng kinh tế rất phức tạp về quy mô và chưa từng có tiền lệ. Ông Chí lấy ví dụ như vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến ngân hàng, chứng khoán, kể cả phát hành trái phiếu, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lực quốc gia. Nhưng do có nhiều trở ngại nên vẫn chưa đưa ra xét xử được. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông. Đồng thời, Công an đã bắt tạm giam 4 bị can, trong đó có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng SCB. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí nêu rõ vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn 2018-2019. Trong đó, chỉ riêng công ty An Đông đã chiếm đoạt khoảng 25.000 tỷ đồng, tức là tương đương khoảng 1 tỷ đô la. Tại cuộc họp báo chính phủ thường xuyên diễn ra chiều ngày 29 tháng 10 năm 2022, khi được hỏi về kết quả điều tra ban đầu, tướng Tuấn Sô thừa nhận vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông với bị can là bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm là vụ án rất khó với lực lượng thực thi pháp luật. Trong quá trình tố tụng, các bị can và một số người liên quan đã qua đời do đột tử. Điều này tất nhiên sẽ gây thêm khó khăn cho quá trình điều tra. Và lãnh đạo đảng, nhà nước cũng thống nhất đây là vụ án khó, khó nhưng mà phải làm, càng khó càng phải quyết tâm làm. Tuy đề cập đến có bị can và một số người liên quan qua đời do đột tử, nhưng tướng Sô không giải thích hoàn cảnh tử vong, địa điểm cũng như danh tính của những người bị đột tử này. Bà Trương Mỹ Lan và cựu bí thư Lê Thanh Hải. Thông tin từ người phát ngôn của Bộ Công an đã cho thấy rất rõ vụ án Vạn Thịnh Phát có nhiều dấu hiệu mờ ám, bất thường, hết sức nghiêm trọng phía sau nó. Đó là cái chết khó hiểu của ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB của Vạn Thịnh Phát. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Thành chết một ngày trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt giữ. Bí ẩn nhất là cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý của công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thành viên Hội đồng Quản trị của Ngân hàng SCB, là người cùng bị bắt cùng ngày với bà Trương Mỹ Lan. Bà Hồng đã chết không rõ lý do trong lúc đang bị tạm giam. Những vụ việc vừa kể trên cũng tương tự xảy ra vào tháng 1 năm 2014 khi đó. Lúc đấy, trong phiên tòa xét xử vụ án Vinalize, bị cáo Dương Chí Dũng khai rằng ông Dũng đã giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển 1 triệu đô la cho Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, để nhờ tướng Ngọ giúp Vạn Thịnh Phát được thực hiện dự án tại Khánh Hội, quận 4. Sau lời khai đó của Dương Chí Dũng, tướng Ngọ cũng lăn ra chết một cách bí ẩn. Trước những cái chết trước đây và sau này đã cho thấy có một thế lực rất mạnh bí mật ra tay diệt khẩu, bịt đầu mối. Nếu đúng như vậy thì vụ Trương Mỹ Lan không đơn giản là án kinh tế mà có thể còn dính đến quan chức lãnh đạo chóp bu cao nhất trong đảng đang hoạt động theo tính chất mafia của thế giới ngầm. Đó là lý do có những nhận định cho rằng việc khởi tố, bắt giam bà Trương Mỹ Lan sẽ báo hiệu những diễn biến khó lường của tình hình chính trị tại thượng tầng Việt Nam. Sau chuỗi các sự kiện của vụ án diễn ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, các sai phạm hệ thống có tổ chức của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có thể thấy rằng đây là một vụ án rất lớn. Vụ án này có sự cấu kết giữa lãnh đạo chóp bu với giới tài phiệt có yếu tố nước ngoài để mà trục lợi tài sản quốc gia và tẩu tán ra nước ngoài với số lượng rất lớn. Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, là một doanh nhân người Việt gốc Hoa,
tên thật là Trương Muội. Bà phát lên nhiều mối quan hệ thân thiết với bà Trương Thị Hiền, vợ ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Để đánh bóng tên tuổi và đánh lừa dư luận, bà Trương Muội đổi tên thành Trương Mỹ Lan cho giống tên của bà Trương Mỹ Hoa, cựu phó chủ tịch nước và là chị gái của vợ Lê Thanh. Đế chế Vạn Thịnh Phát rất lớn. Nhờ đó, bà Trương Muội tức Trương Mỹ Lan đã xây dựng được một đế chế kinh doanh hùng mạnh trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản mang tên Vạn Thịnh Phát, với giá trị lên đến nhiều tỷ đô la. Quá trình phát triển lớn mạnh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã gắn với sự thăng tiến của ông Lê Thanh Hải. Nhờ vào quyền lực của Lê Thanh Hải và các thế lực chống lưng của Hải ở Ba Đình đã giúp cho Vạn Thịnh Phát thâu tóm được rất nhiều công sản ở các vị trí đắc địa tại Sài Gòn. Nếu chỉ căn cứ vào thông tin của báo chí đưa ra thì vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát chỉ đơn thuần là một vụ án kinh tế. Nhưng để phá một vụ án như vậy thì đâu cần tới ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 23 tháng 9 năm 2022 phải đích thân bay vào Sài Gòn cùng một phái đoàn cao cấp để làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước khi ra quyết định khởi tố vụ án. Chuyến đi kinh lý bất thường của ông Tổng Trọng cùng với mối quan hệ chằng chịt giữa Vạn Thịnh Phát với cái thế lực chính trị trong nội bộ đảng đã khiến cho dư luận nghi ngờ rằng vụ án này sẽ trở thành một vụ án động đất chính trị vào năm 2023. Song đến nay vẫn chưa thấy do bị thế lực nào đấy cản trở phía sau. Những thông báo mới nhất từ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát khiến người ta nghĩ đến chiếc gân gà mà ông Tổng Bí thư có vẻ khó nuốt trôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của bản tin hôm nay, đại án Vạn Thịnh Phát, miếng gân gà khó nuốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhỡ miệng với Tổng thống Biden với ý đồ gì? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chủ động đưa ra lời mời Tổng thống Hoa Kỳ Biden thăm Việt Nam. Trong khuôn khổ một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước, khi ông Biden sắp thực hiện chuyến công du châu Á vào trung tuần tháng 9 năm 2023. Điều này được chính ông Biden xác nhận khi ông nói với cử tri trong một cuộc vận động tranh cử vào tháng 7 năm 2023 rằng: "Tôi không nói đùa đâu nhé, chúng ta đã có Philippines và sắp tới đây sẽ có thêm cả Việt Nam lẫn Campuchia. Họ cũng đang muốn trở thành một phần trong sự kết nối của chúng ta." Do vậy, Tổng Bí thư Trọng trên cương vị là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trì việc đón tiếp người đứng đầu Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, một nhà nước nổi tiếng chống cộng, chống khủng bố. Đồng thời, việc ông Tổng thống Mỹ Biden chấp nhận cũng như đồng ý hội đàm tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một cựu thù của Hoa Kỳ, là một sự kiên định chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giao bang giữa hai nước. Khi hội kiến Tổng thống Biden, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị Hoa Kỳ sớm hoàn tất thủ tục công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Truyền thông Việt Nam và Hoa Kỳ đều hồ hởi đưa tin màu hồng về chuyến thăm của Tổng thống Biden, đặc biệt là về việc Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được sự thống nhất đưa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên mức cao nhất, đó là mức đối tác chiến lược toàn diện. Các nhà chính trị gia Đông Nam Á thậm chí còn tung hô coi sự đột phá của quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam là bài học cho các quốc gia trong khu vực ASEAN về việc gác bỏ quá khứ, hướng tới tương lai. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn câu hỏi, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ, hình thức hay thực chất đây? Trong lúc trước chuyến thăm, đa số các ý kiến cho rằng việc nâng cấp quan hệ chỉ mang tính hình thức với mục đích tạo cơ hội giúp cho Hà Nội tận dụng thị trường, nguồn vốn cũng như công nghệ của Mỹ để phát triển kinh tế. Còn vấn đề hợp tác an ninh, bảo vệ chủ quyền thì có tới gần như 100% sẽ cho rằng đây là con số 0.
đến hôm nay kết quả thì đúng là như vậy. Tại sao lại kết luận như thế? Câu hỏi được đặt ra. Đơn giản, câu trả lời là tại thời điểm này, việc truy cập vào các trang web như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Việt Nam vẫn không có kết quả, vẫn bị chặn tên lửa, không thể xem được. Ông Kim Văn Chính, cựu giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Trên bảo, dưới không nghe, hay là Cộng sản nói và làm khác nhau đây? Hôm nay, trang web VOA chính thức của chính phủ Hoa Kỳ vẫn bị chặn tại Việt Nam. Vậy Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện có ý nghĩa gì cơ chứ? Hay chỉ là chờ hiệu lực thôi? Ông Chủ tịch Quốc hội đã thất thố khi đề nghị Tổng thống Biden tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh. Nếu hiểu rằng trong đối ngoại, khái niệm đối tác chiến lược toàn diện là mối quan hệ ở mức cao nhất trong quan hệ song phương. Nó tương ứng với khái niệm đồng minh trong hợp tác quân sự. Nếu có kèm theo các hiệp ước tương hỗ bảo vệ lẫn nhau, hợp tác giữa hai nước, nghĩa là quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ hiện nay là bước đầu tiến tới quan hệ đồng minh. Vậy mà Đài Tiếng Nói VOA của Hoa Kỳ vẫn bị Việt Nam chặn, không cho truy cập, thì đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ có ý nghĩa gì kia chứ? Chuyện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào ngày 11 tháng 9 đã nhỡ miệng khiến Tổng thống Biden biểu thị thái độ không hài lòng trước những câu hỏi mang tính khích bác của người đứng đầu cơ quan luật pháp của nhà nước Việt Nam. Cùng lúc, Bắc Kinh đã lên tiếng xèm pha chỉ trích chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden chỉ là hình thức, trong khi hai nước cộng sản anh em vẫn tin cậy lẫn nhau. Họ đã nói như vậy. Với tiêu đề đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, tờ báo Người Đô Thị, một trang báo ít người Việt Nam biết tới, cho biết chiều ngày 11 tháng 9 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Biden. Và hội kiến, Tổng thống Biden, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hoa Kỳ sớm hoàn tất thủ tục công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, tiếp tục dành nguồn lực cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden trong một sự kiện vào ngày 10 tháng 9 tại Hà Nội. Tại sao trong tuyên bố chung nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 10 tháng 9 có đoạn khẳng định rất rõ rằng ngày 8 tháng 9 năm 2023, Mỹ đã nhận được yêu cầu chính thức của Việt Nam đề nghị Mỹ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường. Mỹ sẽ khẩn trương xem xét yêu cầu này của Việt Nam theo luật định. Do vậy, người ta không hiểu, ông Vương Đình Huệ lại tái đề nghị Hoa Kỳ sớm hoàn tất thủ tục công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường để mà làm gì? Hay là ông Huệ muốn chơi đều, muốn khẳng định chủ nghĩa cộng sản đã chấm dứt ở Việt Nam với Tổng Trọng hay sao? Trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Biden vào chiều ngày 10 tháng 9 đã khẳng định Việt Nam, Hoa Kỳ gác lại quá khứ để hướng tới tương lai, thì Chủ tịch Vương Đình Huệ vẫn cố ý khơi lại câu hỏi với yêu cầu Tổng thống Biden là tiếp tục dành nguồn lực cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh để làm gì nữa nếu không gọi là hành động chọc ngoáy bất nhã. Hình ảnh minh họa cho tờ báo Người Đô Thị cho thấy khi ông Huệ nói khuôn mặt của Tổng thống Hoa Kỳ thay đổi mà chỉ có từ tức giận mới đủ để miêu tả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhỡ miệng với Tổng thống Biden với ý đồ gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.